Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 30 tháng 7. Việt Nam xuất siêu hơn 15 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng 2023. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 29,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 194,73 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,6%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 27,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với tháng trước và giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 179,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ đô la Mỹ, cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,34 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,58 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 27,81 tỷ đô la Mỹ. Tăng phí sát hạch bằng lái xe từ ngày 1 tháng 8. Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe so với quy định hiện hành. Theo đó, mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ. Sát hạch thực hành là 70.000 đồng lần, tăng 20.000 đồng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, D, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng lần, tăng 10.000 đồng. Phí sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng lần, tăng 50.000 đồng. Phí sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng lần, tăng 20.000 đồng. Ngoài ra, các học viên còn phải đóng phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Đây là loại phí mới ở thông tư trước chưa có do phần thi này chưa được đưa vào nội dung cấp bằng lái xe. Cần khoảng 13.800 lao động cho sân bay Long Thành. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai ngày 29 tháng 7, theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành sẽ cần khoảng 13.800 lao động trình độ từ phổ thông đến trên đại học, trong đó trình độ đại học khoảng 5.000 người. Thời gian qua, các ngành chức năng Đồng Nai đang hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đào tạo các ngành nghề liên quan đến hàng không. Đến nay, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 huyện Long Thành đã hợp tác với một số đơn vị đào tạo logistics trong lĩnh vực hàng không và các ngành nghề như nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay, nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, nhân viên điều độ, khai thác bay, nhân viên khai thác mặt đất. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho người dân, học sinh trên địa bàn về nhu cầu, ngành nghề, cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành. Tỉnh cũng sẽ làm việc cụ thể với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và các công ty sử dụng lao động để liên kết, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho sân bay, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, khu cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, khu thương mại dịch vụ lân cận sân bay Long Thành. Nga cấm xuất khẩu gạo. Theo đài Russia Today, Nga tạm dừng xuất khẩu gạo cho tới cuối năm nay để hỗ trợ thị trường nội địa. Chính phủ đã tạm thời cấm xuất khẩu gạo thô và gạo đã qua chế biến. Hạn chế sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tuyên bố được đăng trên Telegram cho biết. Quyết định được đưa ra để duy trì sự ổn định trên thị trường nội địa. Lệnh cấm không áp dụng cho các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á-Âu, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan hoặc Nam Ossetia và Abkhazia. Hơn nữa, gạo vẫn có thể được vận chuyển ra nước ngoài để viện trợ nhân đạo hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga. Trung Quốc cài phần mềm độc hại vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Nghi vấn Trung Quốc cài phần mềm độc hại vào mạng lưới liên lạc và năng lượng quan trọng của Mỹ. Tờ New York Times NIT ngày 29 tháng 7 cho biết,
chính quyền ông Biden tin rằng hành động của Trung Quốc như một quả bom hẹn giờ có thể tấn công quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Tờ NIT dẫn lời các quan chức quân đội, tình báo và an ninh của Mỹ cho biết phần mềm độc hại này có khả năng giúp quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Mỹ nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan vào một thời điểm nào đó. Tờ NIT tiết lộ thêm rằng các hệ thống bị ảnh hưởng có thể cho phép Trung Quốc không chỉ cắt nước, điện và thông tin liên lạc tới các căn cứ quân sự của Mỹ mà còn tới các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ. Báo cáo được công bố 2 tháng sau khi Microsoft cảnh báo rằng các tin tặc Trung Quốc do nhà nước bảo trợ đã xâm nhập vào các mạng cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Các nhà chức trách ở Úc, Canada, New Zealand và Anh đồng thời cảnh báo rằng hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc có thể đang diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều loại cơ sở hạ tầng. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.